dễ thương và đáng yêu. Em chỉ muốn mọi người cùng anh sống thêm. Tao lên xe ôm, đàn em của tài cho đi, một mình tao chấp hết. Chào các bạn nha, nay mình đang chạy xe vòng vòng ngoài đường chơi á, cái thấy trong nhà có con bé áo đỏ đi ra bỏ gì đó hùng rác á, cái mình ngừng lại quay đầu xe lại nha, mình lại hùng rác mình dựng chống xe xuống, cái mình lại mình dòm dòm trong nhà có ai trong nhà không, không có ai hết, cái mình lại mình dỡ hùng rác ra mình coi, mà sâu quá mình không có khum tới có dây sợi dây lông, cái mình lấy sợi dây ni lông á, mình cột ra xe mình cột hùng rác á, cái mình chở về mình lấy hùng rác về mình kéo về luôn các bạn ha. Kéo hùng rác thì chạy vô sân mình luôn ha. Rồi xong cái mình dựng hùng rác vậy mình dỡ ra mình lụm đâu có tới đâu, mình phải chổng khô cái hùng rác á, mình đổ ra ngoài có gì đó. À thì ra là mấy trái lựu kiển á, bé không ăn bé bỏ, ổn ha, mình lụm về mình ăn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem clip nha. Ladies and gentlemen, for you tonight. For guys. Four voices. Let's go. Huh? Bạn làm gì mà ướt thế bạn này? Tôi phải tắm nước dưới. Hiểu rồi. Back at me.
Come on, turn the radio on this Friday night. And I won't be long, got it in my hair, put the makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I ain't got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you. Chuồn chuồn bay thấp thì cao thì thấp, bay vừa thì thôi. Yeah. Chưa hay đâu, nghe đây. Trời nắng đất khô, trời mưa đất ướt, không nắng không mưa, không khô không ướt. Yeah. Đèn xanh là đèn được đi, đèn đỏ là đèn không được đi. Nếu mất điện không có đèn. Yeah. Chưa ngon đâu, bài này ngon hơn nè. Hôm qua tát nước đầu đình để quên chiếc dép vẫn còn y nguyên, hôm nay tát nước đầu đình để quên di động có thằng lụm ngay. Yeah. Chưa có gì phải vỗ tay. Đời thế thì nó mới thế, nếu không thế nó đã không thế. Thơ như thế nhà tao đây. Yeah. Được. Chẳng biết ngày sau ra sao nữa. Nếu có ra sao cũng chẳng sao. Lượm cái mồm mày. Làm thơ em mệt quá. Thơ là đúng là thơ hòa vốn. Làm sao cũng không hiểu. Oyo. For you tonight. Four guys, four voices. Let's go. Phòng khách bán hàng của miền Nam. Tiếp theo của chúng ta là một chiếc áo màu đen. Anh chị nào da trắng mặc vào thì rất trắng. Anh chị nào da đen mặc vào thì đen thui thùi lưu như con chó mực luôn ạ. Anh chiếc của chúng ta là có 8 vị anh hùng, thể hiện cho sức mạnh vô địch vô song của tất cả chúng ta. Mặc vào phát là như một đấu sĩ taekwondo. Phòng cách bán hàng của miền Bắc. Cái áo này là còn size M nha, size L hết rồi. Mỗi đứa comment một câu thôi, tao đọc được nhiều comment của chúng mày tao đau đầu quá. Đây còn cái size M thôi. 85 cân, 85 cân không mặc được cái áo này đâu. Mặc cái áo này vào rách cả áo của nhà tao ra. 45 cân mặc vừa nha. Tao chốt hàng rồi. Mệt cái bọn này ghê. Yêu em, yêu em, yêu em chẳng biết để đâu, để trong lỗ mũi lâu lâu hắt xì. Yêu em, yêu em, yêu em chẳng biết để đâu, để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò. Yêu anh đi, anh dắt em vào cabin, vào cabin anh ấn còi bim bim. Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 2, lên tầng 2 hai đứa mình nướng khoai. À. Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 4, lên tầng 4 hai đứa cùng ngất ngư. Này, lên tầng 4 ngất ngư làm cái gì? Lên tầng 4 trèo lên cao gió to cứ ngất ngư. Dạ em ở tầng thấp hơn ạ. Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 3, lên tầng 3 hai đứa mình lê la. Yêu anh đi, anh dắt em vào cine, vào cine anh làm em bê sa mê. Yêu anh đi, anh